Còn đối với trường sư phạm chúng ta là một trong những trường có phong trào thực hiện mạnh nhất của đọc Đà Nẵng cũng như là thành phố Đà Nẵng. Các hoạt động thực hiện ta diễn ra xuyên suốt trong tất cả những tháng trong năm, tức là không có dồn vào một cái thực hiện này. Hàng tuần thì hàng tháng tất cả các câu bộ đội nhóm thường xuyên tổ chức các chương trình tình nguyện, các chương trình thiện nguyện chúng ta tổ chức rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng các bạn, chúng ta nếu thực sự chúng ta có nhu cầu tình nguyện chính đáng từ cái tinh thần tình nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm cái địa chỉ để chúng ta tham gia tình nguyện, chứ không phải là chúng ta chờ đến tình nguyện hè. Tình nguyện hè các bạn biết rằng là từ công tác tổ chức, công tác kinh phí, rất nhiều các cái khoản khác thì rất khó để có thể đưa một số lượng lớn sinh viên chúng ta tham gia các chương trình tình nguyện. Nên chúng tôi cố gắng là tạo điều kiện cho các bộ đội nhóm tổ chức các hoạt động tình nguyện xuyên suốt trong cả năm học. Cũng đã có câu hỏi như là khoa giáo dục chính trị cũng đặt vấn đề, sinh viên có đặt vấn đề là làm thế nào để tham gia cái chương trình tình nguyện hè, sinh viên đi quá ít, được đi quá ít, thì trả lời là thực tế là 2 năm gần đây thì chúng tôi đã tiến hành là tuyển tình nguyện viên. Mỗi năm thì chúng tôi phân chỉ tiêu về với như là liên chi này 3 người, liên chi kia 4 người để ra cái con số là 5-6 người tham gia. Thì như thế là cứ tập trung vào, các bạn lúc đấy có ý kiến là tập trung vào cán bộ lớp, cán bộ đoàn là đi suốt luôn, không ai có cơ hội. Tuy nhiên 2 năm vừa qua thì chúng tôi chuyển hình thức là đến khi tình nguyện này tôi sẽ tuyển tình nguyện viên, tức là các bạn nộp hồ sơ đăng ký, bạn nào có tình nguyện nộp hồ sơ đăng ký và sẽ cho phỏng vấn, các bạn đạt yêu cầu để sẽ tham gia. Tuy nhiên về số lượng sinh viên nữ tham gia tình nguyện thì số lượng rất là đông và chúng tôi không thể sử dụng hết được cái số lượng này. Đối với sinh viên nam thì thiếu, tuyển không đủ. Bởi vì là cái công việc chúng ta biết là 2 năm rồi chúng ta làm công tác là làm đường bê tông thì không thể nào các bạn nữ chúng ta ra khanh vác trộn bê tông được. Thì chúng tôi yêu cầu là trong cái phân bổ cái số lượng thì cũng tính toán là cái số lượng nam sẽ nhiều số lượng nữ. Tuy nhiên là nam thì không đủ. Thật ra là khi mà cái ngồi hội đồng tuyển chọn thì không có sự lựa chọn đối với nam. Nữ thì rất nhiều, thật các bạn lên Facebook, lên này kia khóc lóc coi như là chê trách đoàn trường tại sao không tạo điều kiện để tham gia. Nhưng rất tiếc là cũng có cái hướng giải quyết như thế này. Về phía lãnh đạo nhà trường thì cá nhân tôi đã có trao đổi với chỗ thầy Lưu Trang là đối với tình nguyện hè chúng tôi sẽ suy nghĩ tìm thêm các cái hoạt động khác và số lượng sinh viên tham gia sẽ đông hơn, thậm chí gấp 2, gấp 3, đến gấp 4 lần. Tuy nhiên về vấn đề kinh phí thì chúng ta sẽ phải xã hội hóa. Khi chúng ta tham gia giống như các bạn, tôi có trao đổi với các bạn sinh viên trong thành phố Hồ Chí Minh, thì khi các bạn tham gia hoạt động tình nguyện thì các bạn phải trả toàn bộ cái chi phí cho các hoạt động tình nguyện đấy. Thì các bạn sẽ xem xét, nếu được thì chúng tôi sẽ về phía đoàn trường chúng ta sẽ trao đổi.